Thưa quý vị, trong năm qua, với trọng trách là đại biểu của nhân dân, các thành viên trong đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 của tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng trong hoạt động để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, không chỉ xứng đáng với sự tin cậy của cử tri và nhân dân, mà còn góp phần không nhỏ trong sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nói riêng và cả nước nói chung. Trong chương trình đại biểu dân cử với cử tri hôm nay, mời quý vị cùng nhìn lại một năm hoạt động của những đại biểu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2021-2026. Năm 2021 là năm nối tiếp giữa hai nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 và khóa 15. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ghi dấu một năm hoạt động đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm. Một nhiệm kỳ mới với 6 đại biểu trúng cử Quốc hội khóa 15, gồm ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khóa 14. Ông Đỗ Văn Yên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Quân chủng Hải quân, Chuẩn Đô đốc Hải quân. Ông Nguyễn Tâm Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Bà Huỳnh Thị Phúc, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu. Ông Dương Tấn Quân, Bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa. Đáp lại sự kỳ vọng của cử tri, năm 2021 là năm đầu tiên của một nhiệm kỳ mới, nhưng những đại biểu của Quốc hội khóa 15 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phát huy vai trò của mình với nhiều đổi mới trong hoạt động, thích ứng, linh hoạt để hoàn thành chức trách nhiệm vụ của người đại biểu dân cử trong tình hình mới. Từ tháng 7 năm 2021, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, bằng sự linh hoạt, sáng tạo và chủ động, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Văn phòng Chính phủ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các sở ban ngành và địa phương tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 bằng hình thức phát thanh, truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các đài truyền thanh cơ sở tiếp âm, phát thanh trực tiếp và trên các phương tiện truyền thông mạng xã hội, kết nối trực tiếp đến Văn phòng Chính phủ và 82 xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh. Hội nghị đã thu hút 3.001 lượt cử tri theo dõi trực tiếp chương trình trên fanpage brt.vn, 2.109 lượt cử tri theo dõi trực tiếp chương trình trên YouTube BRT Go, 3.500 lượt cử tri theo dõi trực tiếp chương trình trên website Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Đây là hình thức tiếp xúc cử tri mới được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao, đồng thời triển khai và nhân rộng hình thức tiếp xúc cử tri này đến các địa phương khác trên địa bàn cả nước. Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 diễn ra từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 13 tháng 11 và hai đợt. Đợt 1 là họp trực tuyến với cử tri toàn bộ với nội dung hoạt động của đoàn trong cái kỳ họp vừa qua. Về hỗ trợ cho đời sống sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp gặp khó khăn khi giá xăng dầu thế giới đang có xu hướng tăng, Liên Bộ Công Thương và Tài chính đã sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Song song đó, trước và sau kỳ họp thứ hai, đoàn đã tổ chức 9 hội nghị tiếp xúc cử tri trực tiếp, trực tuyến và phát thanh trực tiếp đến các khu phố, thôn, ấp tại 8 huyện, thị xã, thành phố, 82 xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh với hơn 3.000 cử tri tham dự. Đặt cái mục tiêu là nhanh hơn, đó là phấn đấu đến hết năm 2021 này đạt tỷ lệ bao phủ 100% cho các đối tượng theo quy định. Thì đấy là cái nỗ lực hết sức lớn của chúng ta trong việc vận động, trong việc mua và có được cái nguồn vaccine để mà đảm bảo cho tiêm chủng các đối tượng. Và hiện nay chúng ta cũng đã bắt đầu triển khai việc tiêm vaccine cho trẻ em trên 12 tuổi theo các lộ trình để đảm bảo là đất nước chúng ta có được cái lượng vaccine bao phủ. Với hình thức tiếp xúc cử tri mới nhưng phù hợp với tình hình thực tiễn và đảm bảo công tác chống dịch được đông đảo cử tri đồng thuận. Bên cạnh đó, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức một hội nghị gặp gỡ lãnh đạo tỉnh và các sở ban ngành, các huyện, thị xã, thành phố trước kỳ họp thứ hai nhằm tiếp nhận các ý kiến của chính quyền trong thực thi pháp luật và các kiến nghị với Trung ương để xem xét tháo gỡ khó khăn vướng mắc.
thực hiện chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2021, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chú trọng tập trung vào công tác xây dựng pháp luật, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ là tham gia xây dựng luật tại nghị trường. Ngoài đóng góp ý kiến bằng văn bản, các đại biểu đã chủ động nghiên cứu góp ý vào 7 dự án luật khi tham gia 30 lượt phát biểu ý kiến góp ý dự án luật, nghị quyết tại nghị trường như luật cảnh sát cơ động, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ, luật điện ảnh, bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi, dự thảo nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến. Tại điều chính, dự thảo luật lại chưa quy định rõ ở phạm vi địa bàn nào cảnh sát cơ động là lực lượng chủ trì, còn ở địa bàn nào cảnh sát cơ động là lực lượng phối hợp thực hiện. Như vậy, sẽ không tránh khỏi sự chồng chéo khi thực hiện nhiệm vụ giữa các lực lượng trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Vì vậy, đề nghị rà soát, cân nhắc, quy định rõ địa bàn, phạm vi mà cảnh sát cơ động được thực hiện nhiệm vụ. Tại cái điều chính của luật sở hữu trí tuệ hiện hành, thì về quyền và trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, ban soạn thảo thì không có đề nghị sửa đổi bổ sung trong lần này. Tuy nhiên thì qua nghiên cứu thì tôi cũng đề xuất ban soạn thảo xem xét sửa đổi bổ sung cho phù hợp nhằm để giảm đảm bảo cái tốt hơn cái quyền sở hữu trí tuệ và thống nhất với các quy định của luật khác có liên quan. Nhìn chung, chất lượng đóng góp các dự án luật tương đối tốt, tạo điều kiện cho cơ quan soạn thảo thẩm tra dự án luật nghiên cứu, tiếp thu, sửa đổi, bổ sung vào dự thảo luật. Song song với việc tham gia góp ý vào các dự án luật, đoàn đã có 29 lượt đại biểu tham gia phát biểu ý kiến tại kỳ họp thứ nhất và thứ hai. Trong đó, có 4 lượt đại biểu tham gia phát biểu tại hội trường Quốc hội, 25 lượt phát biểu tại thảo luận tổ. Vấn đề đúng là giải ngân vốn đầu tư công này của các bộ ngành, địa phương, các tỉnh là chậm. Là có một số, cái lý do vẫn là cái chủ quan vấn đề xây dựng. Nhưng vẫn là cái cố hữu của nó là vấn đề giải phóng mặt bằng. Và một số cái liên quan đến cái việc xây dựng, điều chỉnh, cái gọi là những cái chủ trương hay cái đề án. Nhiều cái chúng ta gỡ cho vấn đề đầu tư công thì mới có từ một số cái nghị định của chính phủ. Hai nữa là các địa phương theo thăm dò lại thì đến một nửa, tức là khoảng 80 cái ý kiến nói về vướng mắc về vấn đề thủ tục thì là do chưa nắm được cái tinh thần nghị định mới, nên chưa thực hiện được hay cách hiểu khác nhau. Cái cuối cùng là về chương trình mục tiêu quốc gia. Chúng ta năm nay cũng là thực hiện, thì cũng nói về chương trình mục tiêu quốc gia ở đây thì nói là bắt đầu từ năm 2021 này chúng ta có 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và dự toán ngân sách nhà nước, tôi xin có một số ý kiến như sau. Thứ nhất, về các hạn chế trong cơ cấu lại tổ chức tín dụng tại trang 43 báo cáo năm của chính phủ. Qua nghiên cứu, tôi nhận thấy nguyên nhân vướng mắc trong cơ cấu lại các tổ chức tín dụng chủ yếu là nguyên nhân chủ quan, tập trung chính ở cơ sở pháp lý với sự chồng chéo, mâu thuẫn, bất cập, thiếu đồng bộ trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Vì vậy, tôi đề nghị cần khẩn trương rà soát lại một cách tổng thể và toàn diện, tập trung xây dựng hoàn thiện hành lang pháp lý để thực hiện đồng bộ việc sắp xếp lại và nâng cao hiệu quả các tổ chức tín dụng, góp phần ổn định chính sách tiền tệ, chính sách tài khoá, ổn định kinh tế vĩ mô. Trách nhiệm, thẳng thắn, các đại biểu đã làm tốt vai trò của mình khi tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần cụ thể hóa kịp thời, đúng đắn chủ trương, đường lối của Đảng, thể hiện trách nhiệm trước cử tri và nhân dân. Hoạt động chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội được đoàn đại biểu Quốc hội quan tâm. Khi đã lựa chọn những vấn đề mà cử tri kiến nghị phản ánh, những bức xúc của xã hội để chất vấn các thành viên chính phủ như chất vấn Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Kính thưa Quốc hội, kính thưa Thủ tướng Chính phủ, tôi xin trân trọng gửi đến Thủ tướng câu hỏi sau. Dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát mạnh ở nước ta, đại dịch này chưa từng có trong lịch sử. Bám sát tình hình thực tiễn,
Thủ tướng Chính phủ đã có những quyết sách và chỉ đạo phòng chống dịch rất quyết liệt, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, với tinh thần tính mạng và sức khỏe của nhân dân là trên hết. Xin Thủ tướng cho biết, một, những khó khăn trong công tác phòng chống dịch thời gian qua, hai, những giải pháp về mở cửa hội nhập trong thời gian tới, để Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước chia sẻ cùng quyết tâm, nỗ lực đồng hành với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, phục hồi phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Xin trân trọng cảm ơn Thủ tướng và Quốc hội. Thử thách gì trong cái khó khăn? Thì thứ nhất là nó có cái khó khăn trong cái khách quan và chủ quan. Cái khách quan thì cái đại dịch COVID này là một cái không có tiền lệ, thì nó là khó khăn. Cái khó khăn thứ hai là chúng ta còn có cái vấn đề, kể cả cái vấn đề hành lang pháp lý hay là cái thể chế. Thì vừa qua cái luật dược, rồi luật bệnh truyền nhiễm, rồi cái luật khám chữa bệnh của chúng ta cũng còn vướng mắc cái này. Thì đấy là những cái khó khăn. Còn ngoài ra cái khó khăn về vật chất thì tôi đã nói ở trên rồi. Và cái giải pháp nào thì có cái chương trình về chương trình tổng thể về chống COVID. Thì nó theo mấy cái hướng thế này. Một là nâng cao hoàn thiện cái thể chế. Và cái thứ hai là nâng cao cái nguồn nhân lực. Và cái thứ ba là cái đầu tư. Và cái thứ tư là công nghệ và quản lý thì để mà khắc phục cái này. Do thực hiện trong điều kiện bình thường mới, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội không tổ chức chất vấn. Nên tại kỳ họp thứ hai, đã có 4 lượt đại biểu Quốc hội tỉnh đặt câu hỏi chất vấn đến các bộ trưởng, thành viên chính phủ. Những nội dung các đại biểu chất vấn tại nghị trường của Quốc hội đã phản ánh được thực trạng của xã hội, thể hiện ý thức trách nhiệm xây dựng đất nước, góp phần vào kết quả thành công chung của kỳ họp. COVID-19 đã tạo nên cuộc khủng hoảng xã hội, lao động và việc làm. Qua các số liệu về lao động, các vấn đề liên quan đến làn sóng dịch chuyển lao động tự phát từ các vùng kinh tế trọng điểm quay trở về quê đã làm thiếu hụt lao động tại các khu công nghiệp, tại các địa phương có nhu cầu lao động. Tôi có 2 câu hỏi kính chuyển đến Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Một là để thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt nhằm khôi phục sản xuất, phục hồi kinh tế, Bộ đã có định hướng gì để tham mưu giải quyết thực trạng thiếu hụt lao động như nêu trên? 2. Bộ Lao động Thương binh Xã hội có kế hoạch gì để phối hợp với các bộ ngành, địa phương khắc phục các hạn chế và thống nhất việc tổ chức triển khai có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID một cách chu đáo và tốt nhất? Có thể nói, những ý kiến phát biểu và chất vấn tại nghị trường được các đại biểu nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng, vừa mang tính lý luận, vừa mang tính thực tiễn, xuất phát từ kết quả hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, kết quả nắm bắt thông tin sau khi đoàn chủ động làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành và địa phương. Căn cứ nghị quyết về chương trình giám sát năm 2021 của Quốc hội và tình hình thực tiễn, đoàn đã ban hành 3 văn bản đề nghị các cơ quan liên quan báo cáo theo yêu cầu đoàn giám sát Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời, đoàn tổ chức 2 chuyên đề khảo sát và giám sát phù hợp với tình hình thực tiễn như việc triển khai công tác tổ chức dạy và học trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm học 2021-2022, việc tiếp nhận và tổ chức tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ngoài ra, để nâng cao chất lượng công tác giám sát, sau khi bắt đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thực hiện rà soát và báo cáo kết quả triển khai thực hiện kết luận 24 chuyên đề giám sát và 4 chuyên đề hậu giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14. Các chuyên đề khảo sát, giám sát, hậu giám sát đều có trọng tâm, trọng điểm, bao quát, tập trung vào những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, đặc biệt trong điều kiện dịch COVID-19 bùng phát, được cử tri và nhân dân quan tâm. Trong năm 2021, đoàn đã tiếp nhận 205 đơn thư, trong đó ban hành 132 phiếu chuyển đơn đến các cơ quan có thẩm quyền và đôn đốc theo dõi kết quả giải quyết. Nội dung đơn thư chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như đất đai, bồi thường, tái định cư, chính sách đối với người có công, chính sách pháp luật liên quan đến tố tụng hình sự, dân sự. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết đơn thư được duy trì nề nếp tích cực. Các đơn thư đều được đoàn phân loại cập nhật, theo dõi, nghiên cứu, xử lý đúng quy định,
và tích cực đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết trả lời công dân, làm giảm việc khiếu kiện vượt cấp. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội khi thực hiện các hoạt động của cơ quan dân cử tại địa phương. Chủ trì xây dựng và triển khai ký kết, thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Để duy trì tốt mối quan hệ phối hợp trong tổ chức xây dựng luật, giám sát, hậu giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã thành phố, các đơn vị trung ương đóng chân trên địa bàn. Ngoài trách nhiệm của người đại biểu dân cử, thì tinh thần tương thân tương ái, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đối tượng chính sách và người yếu thế gặp hoàn cảnh khó khăn trong xã hội do tác động của đại dịch Covid-19 luôn được các đại biểu thường xuyên quan tâm. Năm 2021, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức thăm làm việc tại các địa phương vùng dịch, các lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch, thường xuyên giám sát công tác tiêm ngừa vaccine trong nhân dân và thực hiện báo cáo tuần liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19 với tổ công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đoàn còn tặng quà hỗ trợ công nhân lao động, hộ gia đình khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh với tổng số 50 phần quà và tiền mặt trị giá gần 162.900.000 đồng. Có thể nói, bên cạnh những ngày làm việc chính thức tại các kỳ họp Quốc hội, các đại biểu trong đoàn đã tích cực tham gia trả lời phỏng vấn báo chí và các hoạt động liên quan đến kỳ họp. Tham gia đầy đủ, có trách nhiệm đối với các hoạt động đối nội, đối ngoại của Quốc hội. Năm 2021, dù là năm đầu nhiệm kỳ khóa 15 và phải đối mặt với những khó khăn thách thức trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhưng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục kế thừa thành quả của khóa 14 và không ngừng nỗ lực, năng động, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động để hoàn thành chức trách nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của Quốc hội, của đất nước và địa phương. Trong năm 2021, đoàn đã tổ chức 10 hội nghị tiếp xúc cử tri trực tiếp, trực tuyến, 3.000 cử tri tham dự trực tiếp và 9.000 cử tri theo dõi qua nền tảng xã hội, ghi nhận 142 ý kiến kiến nghị, 30 lượt phát biểu đóng góp xây dựng 7 dự án luật, 2 chuyên đề khảo sát giám sát, 29 lượt phát biểu tại nghị trường, 4 lượt đặt câu hỏi chất vấn, tiếp nhận 205 đơn thư, trao tặng 50 phần quà trị giá 162.900.000 đồng. Sau khi bầu cử đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh cũng như là Hội đồng Nhân dân các cấp thì tôi luôn luôn là tự hào và tin tưởng đối với các đồng chí là đại biểu của Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong cái việc xây dựng hệ thống về luật, rồi điều chỉnh sửa đổi về luật, rồi tất cả những cái vấn đề mà liên quan đến pháp luật ấy, là đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh nhà cũng là luôn luôn phát huy cái vai trò chủ động của mình, tích cực để mà xây dựng hệ thống luật. Đặc biệt là các đồng chí đại biểu Quốc hội của Trung ương, như đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, rồi các đồng chí của cơ quan Trung ương cũng góp phần vào đóng góp tích cực về xây dựng luật, cũng như là xây dựng cái đoàn đại biểu của Bà Rịa tỉnh, Quốc hội của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là luôn luôn đủ về lực, kiến thức, cũng như là các cái hoạt động để vừa là xây dựng luật, vừa là giám sát, vừa là hướng dẫn định hướng cho các cái cơ sở hoạt động theo luật định. Trong một năm qua, tôi thấy rằng là cái việc là giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh nhà là để
rất là thiết thực đối với tỉnh nhà. Cái nguyện vọng của tôi tiếp tục là đề cao cái trách nhiệm của cái việc giám sát đối với Ủy ban dân tỉnh, phối hợp là cùng giám sát làm thế nào giám sát và thực hiện tốt được cái vấn đề phòng chống dịch để tạo điều kiện nên là phát triển kinh tế của xã hội như định hướng, như nghị quyết của tỉnh ủy đã đề ra, giám sát thực hiện tốt các cái nghị quyết của Quốc hội cũng như nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế rồi văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng. Nếu chúng ta kiểm soát được tốt bệnh thì chúng ta phát triển được kinh tế, thì mọi người, cái lòng tin của nhân dân đối với các đồng chí đại biểu của tỉnh nhà sẽ tin tưởng vào các đồng chí nhiều hơn. Ngay từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 thì đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh thứ nhất cũng đã là xây dựng kế hoạch của tổ đảng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về thực hiện chương trình hành động của đảng đoàn Quốc hội và ban chấp hành đảng bộ tỉnh về thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng, rồi xây dựng quy chế hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026 với trách nhiệm tâm huyết, trí tuệ và khát khao cống hiến. Các vị đại biểu Quốc hội các khóa của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có nhiều đóng góp vào thành tựu chung 76 năm của Quốc hội Việt Nam. Những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân như những đề xuất về thực tiễn nóng bỏng, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát và những diễn biến phức tạp, đã phản ảnh và đề xuất những giải pháp xác thực, căn cơ, mang theo hơi thở cuộc sống vào nghị trường của từng nội dung của Quốc hội xem xét quyết định, luôn hành động vì lợi ích của nhân dân, quốc gia, dân tộc, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân đạt được những thành tựu trong công tác phòng chống dịch COVID-19, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao vị thế uy tín của Quốc hội, của đất nước và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, xứng đáng với vai trò trách nhiệm là người đại biểu dân cử. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tôi xin trân trọng và chân thành cảm ơn Quốc hội, tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu, các cấp, các ngành ở trung ương và địa phương, sự tín nhiệm, giúp đỡ, giám sát của cử tri và nhân dân trong tỉnh trong quá trình đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 thực hiện nhiệm vụ. Trong năm 2022, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị, sở ngành địa phương thực hiện có hiệu quả khâu đột phá về nâng cao chất lượng đóng góp ý kiến xây dựng luật, pháp lệnh đáp ứng yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật, tích cực nghiên cứu, theo dõi tình hình thực tiễn, nguyện vọng của cử tri và nhân dân để tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, địa phương, chú trọng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, trả lời ý kiến kiến nghị cử tri và thực hiện yêu cầu báo cáo giám sát, kết luận giám sát. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử trong mọi hoạt động, xứng đáng với những sự kỳ vọng và niềm tin mà cử tri tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trao gửi. Thưa quý vị, đến đây, đại biểu dân cử với cử tri hôm nay xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.